người cũng nhìn cái màu mật của cái tổ hong khoái này, màu mật cực đẹp luôn, nó màu đỏ đen thế này. Cái loại này là màu mật già rồi mọi người ạ, già rồi thì nó mới chất lượng. Còn những cái màu mật mà nó vàng óng kia là nó còn là hơi non mọi người ạ. Tổ này cực kỳ già. Em sẽ quay cái quy trình mà em lọc mật cho mọi người cùng xem nhé. Quay sơ qua cho mọi người xem cái hệ thống lọc tự chế của em nhé mọi người nhé. Cái này là em chuyên là dùng để lọc mật ong khoái này. Nếu mà những lúc nào mình đi rừng mà được ong khoái về, mình mà lọc ra bán theo lít là mình sẽ dùng cái này để lọc mọi người ạ. Cái cây lọc mật của em đây thì sẽ được lọc qua 3 lớp nha mọi người nhé. Cái lớp đầu tiên là sẽ dùng cái rổ này để lọc những sáp ong, những con ong còn sót ở trong cái bầu mật, và mật sẽ chảy xuống đây. Xuống đây là sẽ lọc qua một cái lớp vải kín ở cái miệng này. Và tiếp theo là sẽ lọc một lớp vải kín nữa để xuống cái bình đựng mật này, và sẽ được lấy mật ở dưới cái bình này. Ok, như này là mình sẽ ngược cái bình như này và mật sẽ chảy ở đây. Cái lớp vải này là vải cực kỳ kín luôn mọi người ạ. Đó, mình sẽ đặt nó xuống đây nhá. Bầu mật này là gần 5 cân nhá mọi người nhá. Sát 5 cân luôn. Thì cái mùa này thì ong khoái thì nó vẫn còn, nhưng mà nó sẽ ít đi. Mà cái chất lượng mật của nó thì sẽ không được nhiều bằng vào chính mùa được. Mùa này là bắt đầu hơi hiếm mật rồi mọi người nhá. Giọt mật đầu tiên. Đấy, đẹp chưa? Màu này là màu đỏ đen mọi người ạ. Đây là màu mật già rồi. Quá ngon rồi. Xuống đây là sẽ lọc lớp thứ hai nhá mọi người nhá. Lớp này đã là cái vải rất là kín rồi. Đó, mọi người nhìn cái lớp thứ hai này, nó chảy dồn xuống cái chỗ này thì nó chảy được mạnh, còn xuống cái phần bên dưới này là sẽ không thể chảy được mạnh nữa mọi người ạ. Nó sẽ chảy rất là từ từ luôn. Nếu mà mật ong nuôi là sẽ không thể xuống được cái lưới này mọi người ạ, cái vải này, bởi vì mật ong nuôi nó rất là đặc. Còn mật ong khoái thì mọi người biết rồi, tính chất của mật ong khoái thì nó sẽ lỏng hơn mật ong nuôi, cho nên là nó có thể xuống được cái lưới này, cái vải này. Những giọt mật đang chảy xuống cái lớp cuối cùng đây mọi người. Cái vải này là khô cho nên là nó chưa xuống được nhá mọi người nhá. Nhưng mà mình cứ để cho nó xuống từ từ để lấy những giọt mật sạch sẽ và tuyệt vời nhất. Lọc cái mật này là cứ phải từ từ mọi người ạ. Bởi vì cái vải này nó rất là kín luôn, nó xuống rất là chậm. Nhiều khi là lọc được một cái bầu mật này là mất hàng tiếng đồng hồ luôn, còn chưa xuống được hết mọi người. Này mình lọc được kín như này thì nó sẽ loại được những cái phấn hoa hay là những cái gì gọi là bé nhất có thể là nó sẽ lọc được nhé. Còn nếu mà mọi người dùng bằng cái màn thì sẽ không được sạch nhé. Em thấy là mọi người hay dùng bằng cái màn, nhưng mà cái màn thì cái lỗ nó vẫn là to, những cái phấn hoa hay là những cái gì nhỏ nhất là nó vẫn có thể lọt được xuống. Qua video này thì em Sơn cũng sẽ chia sẻ và nói đến cho mọi người để mọi người cùng nắm được là cái ong khoái này là nhiều tổ là nó sẽ rất là lỏng nha mọi người nhé. Mọi người mua về mọi người lại cứ nghĩ là mật ong pha nước hay là pha cái gì đấy, nhưng mà không phải đâu. Mật ong khoái là nó sẽ rất là loãng,
đã hơn ong nuôi rất là nhiều đấy mọi người. Đây là cái sáp nha mọi người nhá. Ai ăn mật ong thì vào đây xếp hàng đi. Đứng ra đằng sau, ra đằng sau. Không quay hết máy quay rồi, che hết máy quay rồi. Mỗi người một ít nhá. À, vẫn còn rất là nhiều mật luôn. Chín bố. Rồi. Đây thằng này to cho ăn một cục to luôn. Làm một tí cho nó rực rỡ nè. Thử một ít mật ong nguyên chất mọi người nhá. Quá tuyệt vời luôn. Một tổ ong khoái bầu mật 5 cân mà mình bắt ra là chỉ được có 2 lít rưỡi mật thôi mọi người. Nó hụt nửa lít so với vào chính vụ nha mọi người nhé. Thường thường thì mỗi một tổ ong khoái bầu mật tầm 5 cân thì sẽ bắt được 3 cái chai này, 3 lít đầy và có thể dư ra một ít nữa mọi người. Nhưng mà đây là cuối mùa thì ong nó sẽ ít mật hơn vào giữa mùa đấy mọi người. Nếu mà mọi người muốn tìm mua mật ong khoái chuẩn gốc ấy thì mọi người nên lên trên mạng và tìm những anh thợ ong đi bắt nhé mọi người nhé. Còn những bác mà đi buôn về ấy thì nói chung là cũng buôn của những thợ ong bắt về thôi. Nhưng mà về chất lượng kiểm soát ra đầu ra thì có khả năng là có người thì người ta sẽ cho lớn này lớn kia thì mình cũng không biết được. Còn có người người ta làm uy tín thì người ta sẽ mua của mình về, xong là người ta cũng chế biến như mình thôi. Như em đây thì em là người đi bắt trực tiếp trên rừng về, xong là mình sẽ vắt ra như này. Mình có ít thì mình làm cẩn thận thì nó sẽ đảm bảo an toàn và sạch sẽ hơn mọi người. Ong khoái thì nó sẽ có rất là nhiều màu đấy mọi người. Tùy theo từng tổ thôi. Nếu mà tổ non ấy thì mật của nó sẽ hay ngả màu vàng nhạt. Còn màu như màu của em Sơn đây, cái tổ này là nó đỏ đen mọi người ạ, đỏ đen. Cái loại màu này là màu của những cái tổ mà nó đã rất là già rồi. Mật sẽ chất lượng hơn rất là nhiều những cái tổ non mọi người ạ. Mọi người cần mua mật ong khoái thì cứ liên hệ với em Sơn nhé. Công việc của em hàng ngày thì cũng chủ yếu là đi rừng kiếm mật ong với cả nhộng ong các kiểu thôi, đồ rừng thôi. Bây giờ thì em xin phép là sẽ kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của em nhé. Xin chào mọi người.